quý vị và đồng đạo kính mến để tóc nhìn cầu tiếp giảng. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đồng đạo sẽ đọc một đoạn trong quyển năm biến thiện, sẽ do đồng đạo Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Thị Kim Thúy hai hành đạo đồng diễn ngâm trân trọng kính mời. Từ đây thôi, từ chân. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm thanh minh nguyện giữa ngày, nhìn xem thấy sự nào này bắt thấy. Từ ban đầu Phật làm giúp con trời bối chẳng màng dính quê trần Thank you.
vào trường chay hay là kỳ chay, mà chỉ chú trọng vào thực tiễn thực lý của nó, là làm thế nào để đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn, đó là gốc của thiền. Quý vị thấy phải nói là đọc đó. Cho nên hôm nay đó, chúng ta so sánh từ phương pháp niệm Phật mà Đức Thầy đã lồng vào trong tịnh độ có thiền tông, trong niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà vẫn có phương pháp tu thiền để chúng ta điều trị cái bản tâm chúng ta, không có vọng tưởng dậy tà xen vào,
Đây quả thật là giúp trong các lượng các kinh tùy lòng không ép làm in giảng này, thấp cao các bậc chớ chạy cả ngu người trí, nghe thầy dạy khuyên sớm khuya bá tánh cần chuyên nghe lời dạy bảo cảnh tiên dựa kề liền. Cái họ nói đâu xa đâu tên phải ổn gì, ngài đã giúp hết trong các lượng các kinh. Như cái từ bốn từ nhất tâm bất loạn là đức thầy chúng ta rút trong kinh Trường A Hàm để dụng. Kinh Trường A Hàm đức Phật nói 12 năm, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, kinh phương đẳng thì đức Phật nói 8 năm. Vậy thì sau khi ta niệm đến nhất tâm bất loạn chừng ấy, vọng niệm chúng sanh và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được? Vọng niệm chúng sanh thì tôi đã tỷ dụ hồi ban nãy quý vị, có nhiều khi đó quý vị nghe nói giáo lý viên Trần Công Hải, thôi thôi đừng nói tới ông Trần Công Hải. Ông Trần Công Hải ông nói dài dòng xa vời kinh Phật, ôi danh danh dài danh danh, nói dở nói dai nói hoài nó hết, thôi mang đi ơi, kết thúc đề làm tôi về kẻo trời mưa. Đó là vọng niệm chúng sanh, phải không quý vị? Đó, cho nên khi mà chúng ta niệm đến nhất tâm bất loạn chừng ấy, vọng niệm chúng sanh và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh. Nên niệm Phật phát một cái nha, niệm cái bản lai thanh tịnh. Vậy thì niệm ở đây có nghĩa là nhớ đệ dụng. Bản lai là gì? Bản lai là cái gốc. Bản là gốc, còn chữ lai vốn vắng lặng, thanh tịnh là trong sạch. Vậy thì cái từ niệm Phật bản lai không có nghe quý đồng đạo. Niệm Phật là niệm Phật, bản lai là bản lai. Chỗ này chúng ta cắt rời ra, đừng phép nó vào. Bởi vì chúng tôi tra cứu từ điển, từ Hán Việt từ điển, Phật học từ điển, rồi Việt Nam từ điển, Việt Nam Tân từ điển, không có cái từ niệm Phật bản lai, mà chỉ có nên niệm Phật Phật là niệm cái bản lai. Vậy thì niệm cái bản lai ở đây có nghĩa là chúng ta nhớ về thể tánh thanh tịnh của Phật. Anh được với đệ Dũng á, bởi vì cái thể tánh thanh tịnh của Phật á, sau khi đã đắc quả Phật có 10 đức hiệu quý đồng đạo: Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Niên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiên Nhân Sư, Điều Ngự Trưởng Phu Phật, Thế Tôn, Như Lai. Vậy thì cái Như Lai ở đây đó tức là thể tánh thanh tịnh. Chữ Như là vốn vắng lặng, còn chữ Lai không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai hay hoặc giờ là Bản Lai. Đây là cái thể tánh thanh tịnh. Tùy theo chỗ đứng mà chúng ta dùng cái phương tiện này. Vậy thì thể tánh thanh tịnh này ở trong bài Sa Đéc Đức Thầy có nói khó tìm cho ngọc chủ Nhân Âm. Vậy thì chủ Nhân Âm cũng là Bản Lai thanh tịnh đó, để dùng. Hay hoặc giả là Bản Lai Diện Mục cũng là thể tánh thanh tịnh. Hay là lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Vậy thì chân nhân, chủ nhân âm rồi bản lai, nó đồng một nghĩa, nó quý đồng đồng. Tức là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi nhất tâm bất loạn thì tự nhiên thể tánh thanh tịnh của mình nó sẽ hiển bày ra. Chỗ này đó Đức Thầy cho chúng ta biết ở cái quyển năm nó quý đồng đồng. Ngày đề xét ở trong Phật chủng các chúng sanh đều có như ta. Vậy thì cái từ như ta ở đây đó là thể tánh thanh tịnh vắng lặng. Nó đã sẵn có quý vị, không do nhân duyên hòa hợp. Chỗ này đồng đạo chúng ta nên nhớ nha. Tất cả mọi sự mọi vật ở thế gian này do nhân duyên hòa hợp. Cũng như trong các hội trường hôm nay đó, mà đồng đạo được đến đây để ủng hộ trong ngày đại lễ kỷ niệm lần thứ 103 năm ngày đản sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ, cũng là do nhân duyên hòa hợp. Sau khi hết duyên rồi chúng ta ai về nhà nấy. Còn cái bản lai thanh tịnh là không do nhân duyên hòa hợp, mà tự thể của nó sẵn có, nghe quý đồng đạo, tự thể của nó sẵn có, cho nên không phải là nhân duyên hòa hợp. Vậy thì thưa quý đồng đạo, cái bản lai ở đây đó là ý tôi muốn nói là cái Phật tánh nó đã có từ ngàn xưa rồi, nhưng sở dĩ chúng ta chưa phát huy được là do nguyên tâm tối từ hồi vô thủy mà vô minh ra mờ căn ký nên thường khi nhận quỷ lần trên. Vậy thì hôm nay chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, diệt được cái vọng niệm chúng sanh, tự nhiên thể tánh thanh tịnh nó sẽ hiển bày, tức là niệm bản lai chứ không phải là niệm Phật bản lai. Đồng đạo mình nên nhớ, tôi nhắc một lại là một lần nữa, niệm Phật thảy ngang đây là niệm cái bản lai, tức là chúng ta nhớ về thể tánh thanh tịnh của mình.
Ngày xưa toàn thể tất cả quý vị đều là Phật, đều có tánh Phật. Thế nên trong kinh Diệu Pháp Nguyên Ba, Đức Phật cho biết đó, ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì cái danh từ đã thành và sẽ thành đây nó cũng vẫn đồng một thể. Bởi vì Đức Phật Ngài đã loại bỏ hết vọng niệm chúng sanh, còn chúng ta chưa loại bỏ được vọng niệm chúng sanh. Cho nên hôm nay chúng ta nương nhờ vào pháp môn niệm Phật thì chúng ta nhớ về cái thể tánh tức là Vãng Lai Thanh Tịnh. Vậy thì thưa quý đồng đạo, muốn đạt được cái pháp môn niệm Phật, muốn đạt được cái Vãng Lai Thanh Tịnh và ngày sau chứng quả được như Ngài đó, nên niệm Phật là niệm cái Vãng Lai Thanh Tịnh cho lòng của mình, nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Chúng ta cần ba yếu tố. Ba yếu tố đây là ba món tư lương. Một đó, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, có nghĩa là chúng ta tin mình sẽ được thành Phật. Bởi vì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, trong kinh Pháp Hoa tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Và ở quyển năm Đức Quỳnh Giáo Chủ Ngài cũng đã xác nhận các chúng sanh đều có như ta, nhưng sở dĩ chưa thành Phật được như Phật như Thầy là vì vô minh vọng tưởng chạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Vậy hôm nay chúng ta nhất định qua lời xác nhận của Đức Thầy, Ngài đã dùng phương pháp niệm Phật để chỉ chúng ta diệt vọng tâm. Ngài từ cõi Tây Phương Tịnh Độ trở về đây Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy, hay hoặc giả là tìm cực lạc, đây rành đường ngõ từ đường đi chân tóc kẻ răng, Đức Thầy đã rành mặt hết. Cho nên Thầy chỉ dạy chúng ta, bởi vì Ngài cho biết đúng quý vị, bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết cái tờ trần hạ tĩnh tâm, đến sau khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm ăn thầm quả hay. Phải không quý vị? Có chỗ nào Đức Thầy dạy chúng ta tu dở không? Không có dạy chúng ta tu hay không à? Rồi tu giỏi nữa quý vị, vừa tu hay rồi lại tu giỏi nữa, chứ có chỗ nào Thầy dạy mình tu giỏi không? Đại Dũng không có, phải không? Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết tờ trần hạ tĩnh tâm, đến sau khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, rất âm thầm quả hay. Rồi bây giờ tu giỏi là sao quý vị? Đây hồi nãy là tu hay, rồi bây giờ tới tu giỏi là chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Còn quý vị mà tu hành mà không chịu cay đắng nha, giống như cái người võ sinh vậy đó, cũng đi học võ vậy mà không có học nội công, rồi không có chịu luyện tập, rồi khi có đấu đài về ở đó là chợ cái dầu lên đấu đài, sàn qua sàn lại bên kia bị đối phương hạ knock out, tức là đo dáng. Còn mình có đó, mình có công phu, có bái sám, có hành thiền, thì giống như cái người võ sinh mà học rồi đó, thì có luyện, có tập, rồi có vợt, rồi có học cái phương nội công đó quý vị, thì bên kia đối phương đánh một vài cái đá, một vài cái đấm không có nhầm gì hết. Chúng ta dẫn nội công lên là nó sẽ tan đi những cái máu bầm đó. Thì giống như hôm nay Đức Thầy chỉ dạy chúng ta phương pháp nhẫn nhục, nhẫn nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn, dạ thưa quan chức phận làm dân, làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chỉ nhẫn lời truyền Phật thánh tiên gương trước hớn tần, hàng tính nhẫn đã không khổ nhục khỏi ưu phiền, phải không vậy? Đó. Vậy thì là tu giỏi nè, rồi tu hay nè. Chứ có chỗ nào mà Đức Thầy dạy chúng ta tu dở không vậy? Không bao giờ có. Dạy khôn trần thế chỗ nào dạy ngu, phải không quý đồng đạo? Vậy thì thứ nhất là chúng ta phải có tính tâm, phải tin Đức Thầy dân lệnh của Đức Phật A-di-đà từ cõi cực lạc trở về đây bồng lai như vậy, có ngôi Tây Phương cực lạc cùng ngồi tòa sen. Ngài ngồi ở bên tòa sen bệnh đó, nhưng vì lòng từ ái chứa chan thư bất tính tá hồi tai họa, cho nên Ngài như lâm phàm dùng ba phương pháp, tức là tam độ nhất như trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn ngay gốc thị duy cùng thầy độ, rồi dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh để cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị dễ trăm quan, song song vào đó chứ nước sâu mà bị đầu thương dân đông đảo, lời truyền chẳng thiết nên phải tạm mượn cây ngồi giết, tức là giết giảm độ rồi. Như vậy thì phần sĩ tăng tay trống bị càng giác thể tính chánh hơn nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông nền đại đạo, rút từ bi rọi khắp cả dương gian, bởi trầm lưng khô cạn sáo đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Chứ Thầy chưa dội nhập niết bàn đâu quý vị. Chừng nào khỏi trời, khỏi người, khỏi thần, khỏi Atula, khỏi địa ngục, khỏi ngạ quỷ, sáu đường luân hồi này không còn,
Đức Thầy mới trở về nơi ngôi vị. Vậy thì thưa quý đồng đạo, cho nên thứ nhất chúng ta tin Đức Thầy là Phật, tin mình con mình cũng sẽ được thành Phật. Rồi thứ hai nữa đó là nguyện. Chữ nguyện ở đây có nghĩa là tha thiết mong cầu. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử là Trần Đông Hải, rồi chứ gì nữa, phải không quý vị? Hay là Nam mô ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử là Nguyễn Văn Được hay là Nguyễn Văn Dũng gì đó, vân vân. Từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, chiếu huệ không thanh giai đắc đạo quả, có phải là thành Phật không? Đó là nguyện. Vậy thì chữ nguyện đó có nghĩa là tha thiết mong cầu được đắc quả vị Phật nhờ chúng ta hành pháp môn niệm Phật. Đó gọi là tính, rồi tới nguyện, rồi hành. Chữ hạnh có nghĩa là chúng ta y hành theo Phật tu cách nào đắc đạo mà Phật dạy ta, hôm nay ta làm theo cách ấy. Đây là ba món tư lương của pháp môn niệm Phật. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành một trong ba món tư lương này, quý vị thiếu một cũng không được nữa nha quý đồng đồng. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Bởi vì pháp môn tịnh độ đó quý vị, nó có bốn cái thù thắng, bốn món thù thắng. Một đó là đối cơ đệ nhất, tức là dễ tu dễ hành, ai tu cũng đều có thể đắc quả như nhau. Trong khi đó chúng ta tu thiền đó được là thượng căn trung căn mới tu thiền được, còn hạ căn không tu thiền được. Mà pháp môn niệm Phật thì cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên, phải không quý vị? Vậy thì ai tu cũng được thành Phật. Chẳng hạn như những người quê dốt thật thà cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Còn trong khi đó chúng ta tu có pháp môn thiền tâm đó, quê dốt không có tu được, còn ở đây quê dốt vẫn tu được luôn. Cho nên gọi là đối cơ đệ nhất, dễ tu dễ hành, ai tu cũng được. Rồi bây giờ tới vị hành, có nghĩa là đó là phương pháp tu giản dị, ai tu cũng đều đắc quả như nhau hết. Rồi tới cái đó là phương pháp thứ ba đó quý vị, đối cơ vị hành. Rồi tới phương pháp thứ ba là quảng độ, có nghĩa là rộng độ cả năm loài, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chữ cứu cánh là rốt cùng, chúng ta niệm Phật sẽ được thành Phật, và sau cùng là cứu cánh đệ nhất, có nghĩa là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cuối cùng chúng ta sẽ được thành Phật. Đó là bốn điểm thù thắng của pháp môn tịnh độ. Một là đối cơ đệ nhất, hai là vị hành đệ nhất, ba là quảng độ đệ nhất, bốn đó là cứu cánh đệ nhất. Quý vị thấy phải nói là độc đáo. Vậy thì thưa quý vị, sau khi mà chúng ta đó hành cái pháp môn tịnh độ rồi đó quý vị, chúng ta sẽ được những gì đây quý đồng đạo? Mười điều lợi ích. Mười điều lợi ích, nó có rất nhiều điều lợi ích, nhưng ở đây đó chúng tôi chỉ đơn cử lên 10 điều lợi ích. Một đó là 5 điều lợi ích ở cõi thế gian này, rồi 5 điều lợi ích cõi xuất thế gian. Có nghĩa là nhờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà được giảng sanh về cõi cực lạc, và nhờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ở cõi thế gian này chúng ta gặp được nhiều điều an lạc. Nhưng ở đây, ở cõi Tây Phương cực lạc thì có 10 phương, có 10 phương chư Phật, thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng. Đó cho nên chúng tôi lấy con số 10, tức là cái con số tròn. Thứ nhất là 5 điều niệm Phật ở cõi thế gian, cái lợi thứ nhất đó quý vị. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, mà khi đó chúng ta bị lâm nguy, chẳng hạn như bị nạn kiếp nạn tai gì đưa đó, nó hay chữ lục tự trì tâm bất diệt, có nghĩa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật bất diệt là chẳng xa chẳng rời, lúc nào mình cũng nhớ đi đứng nằm ngồi ráng niệm A Di Đà Phật. Vậy thì chữ lục tự trì tâm bất diệt thì lâm nguy, có nghĩa là gặp tai nạn đó có kẻ cứu mình, một là người thế gian cứu mình, hai là bàn tay vô hình của đấng thiêng liêng cứu mình. Có hai cách cứu như vậy, nói gì tức là chữ lục tự trì tâm bất diệt thì lâm nguy, có kẻ cứu mình. Rồi bây giờ tới cái lợi ích thứ hai đó, có nghĩa là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Quý vị thấy thầy trò Tam Tạng thì sao? Lúc Tam Tạng Tây Phương quyết đáo bị lội yêu làm bạo lắm phen, Đức Từ Bi cũng lộ trắng đen lo ân tự, quyết đi đến chốn đi dọc đường yêu tinh làm hổn, thấy đường tăng thơm thịnh muốn ăn, nhờ môn đồ bát giới sa tăng với đại thánh tề thiên cứu vớt lòng sáu chữ,
nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không, không có còn vướng bận tai hay hoặc giả là nạn hết. Đó là cái lợi thứ hai ở cõi thế gian. Rồi bây giờ tới cái lợi thứ ba nữa quý vị. Nếu mà chúng ta đó có niệm Phật thì sau này có hội Long Hoa khai mở đúng không quý vị, là chúng ta không bị lửa đốt, không bị lửa cháy, không bị lửa thiêu. Nhờ pháp môn niệm Phật này thì Đức Thầy cho biết là kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, còn người tu niệm thì sao quý vị, chết ra gì? Kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ rất là ngon lành, không quý đồng đồng. Đó là cái lợi thứ thứ ba. Rồi cái lợi thứ tư ở cõi thế gian này, khi chúng ta niệm Phật đó, là bạn bè thân quyến của Đức Kim Chúa, bạn bè thân quyến của Đức Kim Chúa, tức là của ông Địa Tạng Vương Bồ Tát, giống như toàn thể đồng đạo và quý quan khách ở đây đều là bạn bè thân thiết của Trần Công Hải, đều là bạn bè thân thiết của thành viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Long, đều là bạn bè thân thiết hết. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, phải không? Trọng những ai biết niệm Di Đà. Chúng ta là bạn thân của ông Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là cái lợi thứ tư ở cõi thế gian. Rồi bây giờ tới cái lợi thứ năm nói gì? Cái lợi thứ năm mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, mặc dù là cái người phàm tục, mặc dù là hạng tại gia cư sĩ, nhưng mà khi chúng ta niệm Phật rồi, tâm vô cùng sáng suốt, tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân vậy đó. Đó, cho nên ở đây cái lợi ích thứ hai, thứ năm đó, ở cõi thế gian thì gắn công trì niệm sớm khuya, hai thời cúng lại đó nghe quý đồng đạo, gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tốt, tâm lìa cõi mê. Chỗ này đắc đạo rồi chứ còn gì nữa mà không đắc đạo anh coi. Mình gắn công trì niệm sớm khuya, thân mình đó là hạng tại gia cư sĩ, rồi thân mình đó là người phàm phu tục tử, bởi vì chữ tục có hai nghĩa, bên cái người tăng tức là hạng xuất gia, chúng ta cho cái hạng tại gia của mình đó, bên cái người tăng đó cho hạng tại gia của chúng ta là người tục. Rồi cái nghĩa thứ hai nữa, người tục tức là người phàm. Vậy thì gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục, một đó là hạng tại gia cư sĩ, hai đó là chúng ta là người phàm còn tục, nhưng mà tâm mình lìa cõi mê, không có dính vào chỗ này, không có dính vào cái chỗ mê, bởi vì muốn đặng về thần giữa thánh tiên, chỉ xem cõi thế thấy kia liền, cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng được hiền. Đó là cái tiêu chuẩn của cái người hiền và cái tiêu chuẩn của cái người niệm Phật, tức là gắn tâm trì niệm sớm khuya, thân tươi còn tục, tâm lìa cõi mê. Rồi bây giờ năm điều lợi ích xuất thế gian, tức là nhờ niệm Phật mà sau khi chúng ta mãn kiếp hồng trần, chúng ta sẽ được giảng sanh ở nơi cõi tịnh độ, ở nơi cõi cực lạc, hay hoặc giả là nơi cõi Long Hoa, hay là chúng ta đắc pháp ở tại thế gọi là xuất thế gian. Cũng có năm điều quý đồng đạo. Cái điều thứ nhất đó có nghĩa là niệm chữ A Di dẹp lòng sầu, ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu, cũng có ngày kia ta giải thoát, giải thoát thì ta rõ đạo màu. Chữ đạo màu ở đây có nghĩa là con đường sâu kín vào màu nhiệm, mà nhờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là niệm chữ A Di dẹp lòng sầu, ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu, cũng có ngày kia ta giải thoát, tức là không còn ai trói buộc mình nữa hết, giải thoát thì ta rõ đạo màu. Chỗ này đã đắc pháp rồi chứ còn gì nữa, phải không quý đồng đạo? Đó là cái lợi thứ nhất của xuất thế gian. Rồi cái lợi thứ hai đó, xuất thế gian, khi chúng ta niệm Phật thì ở bên kia cõi cực lạc có Đức Phật chờ ta, ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Còn ngược lại mà chúng ta không niệm Phật đó quý vị, cũng có người chờ nữa, mà chốn âm thi ngu đầu mã diện đang trong ngày, tới số bất hồn khỏi âm thần bệnh thái dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ hồng. Cũng có người chờ nữa, nhưng hai cái chờ này hoàn toàn khác nhau thôi quý vị. Còn nếu chúng ta niệm Phật thì cái người thứ hai chờ ta là ai quý vị? Đức Thầy. Đức Thầy chờ ta để dùng, chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi, có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển khùng ngồi sử phanh, quyền cơ mái tạo xây dần, đồng về Phật cảnh mười phần xin tươi. Quá ngon lành không quý vị? Quý vị nhớ đừng có bỏ qua pháp tịnh độ nghe quý đồng đạo. Đó, vậy thì thưa quý đồng đạo, tới cái lợi ích thứ ba đó
suốt thế gian đó. Bây giờ chúng ta là hạng tại gia cư sĩ, ở tội nơi ta bà đất khắp này, nhưng mà khi chúng ta niệm Phật, cái lợi ở suốt thế gian đó là mãn kiếp hồng trần. Có nghĩa là sau khi Trần Đông Hải này nghỉ thở rồi đó, là hưởng công niệm Phật trước khi làm được về nơi cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, được đầu sanh qua bên cõi Cực Lạc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Rồi tới cái lợi ích thứ tư đó quý vị, cái lợi thứ tư là chúng ta được thấy rõ con đường để đi về Cực Lạc. Giống như quý vị đi trong đêm tối, quý vị có cái đèn pin, còn chạy xe mà có cái đèn pha rồi bảo đảm quý vị không bao giờ là phạm phải luật giao thông. Tại vì sau khi mình chạy xe mà có cái đèn pha rồi, hỏi làm sao mà quý vị đi làm đường lạc lối được. Còn khi quý vị đi ban đêm mà quý vị có cái đèn pin rồi, làm sao quý vị đi sụp hầm hay là sang hố được. Còn quý vị niệm Phật thì có cái phương pháp cơ bản vững chắc của Đức Quỳnh chỉ dạy lợi ích xuất thế gian, thì làm sao quý vị lạc lòng được. Vậy thì cái lợi ích thứ tư của xuất thế gian ở đây đó là mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà. Mắt ở đây nó vừa là nhục nhãn vừa là tâm nhãn. Chúng ta vừa nhìn bằng con mắt thịt gọi là nhục nhãn, rồi nhìn bằng tâm nhãn có nghĩa là nhìn bằng cái tâm, cái trí của mình đó quý vị. Mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà nguyện giác. Chữ giái ở đây là gian sinh cầu thần. Nguyện giái thân này là thân ông Trần Đông Hải, là ông Lý Văn Dũng gì đó, hay là ông Phan Văn Dũng gì đó, vân vân. Nguyện giái thân này khỏi đọa xa muôn đậu hồng quang quay Đức Phật, soi đường là đổi đường phải không? Đến Long Hoa rất là ngon lành, hơn thế đồng đạo. Đó, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Cái chữ minh là sáng suốt, còn chữ thiện là lành. Bởi vì cái cõi tịnh độ, cõi Cực Lạc này đó không sanh một điều cự cãi nhỏ nữa, cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã mà, cho nên gọi là xoay đường minh thiện đến Long Quang. Rồi tới cái lợi ích thứ năm đó quý vị, thiện duyên ấy cũng tại nơi ta, hộ niệm quay linh Đức Phật Đà, sớm tối đi nằm y chánh pháp thầy nguyện, dắt đến cảnh Long Hoa. Lúc thầy dắt chúng ta đến Long Hoa, thầy ra mở đạo dạy đạo chỉ chúng sanh có đủ công hạnh, người dắt nắm tay dắt về cảnh Long Hoa luôn. Thiện duyên ấy cũng tại nơi ta, hộ niệm quay lên Đức Phật Đà, sớm tối đi nằm y chánh pháp thầy nguyện, dắt đến cảnh Long Hoa. Nghe nói hàm quá phải không chứ đồng đạo? Quả hàm thì thương quý đồng đạo. Nếu mà đem ra so sánh đó thì ông Vĩnh Minh Thiền Sư, một trong 13 vị tổ của Liên Tông, là ông Vĩnh Minh Thiền Sư đó quý vị. Ông nói đó là có thiền tông không tịnh độ, 10 người tu 9 người đổ. Chữ đổ này là đổ hỏi là rớt, đổ hỏi là rớt quý vị. Rồi có thiền tông có tịnh độ mà không thiền tông quý vị, không thiền tông có tịnh độ, dạng người tu dạng người đổ. Đổ này là đổ ngã là đậu, quý vị thấy phải nói là độc đáo không? Vĩnh Minh Thiền Sư đã xác nhận như vậy. Có thiền tông mà không tịnh độ, tức là chúng ta tu thiền mà không tu tịnh độ đó, 10 người tu 9 người đổ, vậy thì đê ô đô hỏi đổ là rớt, không có đậu. Rồi là không thiền tâm, tức là chúng ta không tu thiền mà chúng ta chỉ tu tịnh độ thôi, gọi là không thiền tâm có tịnh độ, dạng người tu dạng người đổ là đổ ngã, tức là đậu hết. Quý vị thấy phải nói là độc đáo ha. Đó, như vậy thì có thiền tâm có tịnh độ, tức là chúng ta có tu thiền có tu tịnh luôn nha. Như thêm sừng cho mảnh hổ, hiện tại làm thầy người, vị lai làm Phật tổ. Vậy thì thưa quý đồng đồng, là một cái môn tu thắng diệu. Cho nên đó, chúng ta đem ra so sánh đối gì thì may duyên tốt lắm. Chúng ta sinh ra trong đời hảo quân mà pháp, giống như cái câu chuyện thần thoại của Việt Nam chúng ta cách đây vô số ước kiếp. Đây là cái chuyện xưa quý vị, chuyện cổ thần thoại của kho tàng chuyện cổ Việt Nam, tương truyền rằng khi mới hình thành loài người thì Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là cha lành của muôn loài. Thì lúc bấy giờ đó, sau khi mà hình thành thiên địa nhân rồi đó, thì lúc bấy giờ đó Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mới bận cái công chuyện sai chư thần làm mưa nơi này rồi làm mưa nơi khác. Theo sự tiến hóa của loài người, lúc bấy giờ loài người thì đông,
cỏ cây thì lại khô héo cằn cỗi do sức rồng không giấy kịp. Lúc bấy giờ Đức Thượng Đế mới ra lệnh cho Tứ Hải Long Vương, Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương và Nam Hải Long Vương phải ráng làm sao để mưa xuống dưới cõi trần gian này cho mọi người được hưởng cái ân nhuần thiện tánh của Đức Thượng Đế. Nhưng lúc bấy giờ nói quý vị, Tứ Hải Long Vương cũng không đáp ứng được nhu cầu. Cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế mới nói: này Tứ Hải Long Vương, ông phải ráng đó, ông mở cái cuộc hội vượt vũ môn tam cấp, có nghĩa là tất cả các loài thủy tộc của ông đó, bất luận tôm cua chạch cá đều thi, quý vị đều thi vượt qua tam cấp, nhảy qua được tam cấp này, vượt qua cái cảnh mưa gió này gọi là vũ môn tam cấp, vượt qua cái cảnh mưa gió, nhảy qua được ba cấp này, nếu từ con cá sẽ chuyển qua thành làm con rồng để mưa xuống cứu độ ở là nhân sanh. Từ lúc bây giờ có chú cá rô, chú cá rô thì quý vị biết là lóc rất là hay, chú lóc 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 đó nó vượt lên cái cảnh thứ nhất, cái là sóng to gió lớn ập cái vô ngã trở lại, quý vị thấy đó. Lóc thì giỏi nhưng mà vượt vũ môn tam cấp làm sao cá rô vượt được, bởi vì ba cấp này nó rất là cao đó. Thì lúc bây giờ đó là chú cá rô vượt qua không khỏi tới chú tôm. Chú tôm quý vị nên biết đó, bò tới thì chậm nhưng mà chú tôm búng lùi một cái rất là hay, phải không quý vị? Diệt tu bá tánh bắn lùi chú tôm đi lên đó thì lâu mà búng lùi một cái rất là xa, phải không quý đồng đạo? Đó, cho nên chú tôm cũng lên thi nữa, vượt qua cấp 1, cấp 2. Vừa vượt qua cấp 1, từ cái đầu con tôm á là biến thành có một cái gai giống như một cái sừng vậy đó, rồng thì hai sừng, nhưng mà mới vừa vượt qua cái cấp thứ nhất là được một sừng. Và râu ria đồ cũng sờn sàn nhưng mà chưa có dãy, ráng vượt qua cấp thứ hai, cái con mình rớt xuống nó thành con tôm, bộ đồ lòng nó lộn lên trên đầu ở trên. Cho nên quý vị thấy á, bộ đồ lòng của con tôm nó nằm ở trên đầu á là vượt qua hai cấp không được, cho nên mới rớt xuống thối lùi trở lại thành con tôm. Từ cái đầu trở lên phía trước, quý vị hình dung thử coi, tựa tựa con rồng thôi quý vị, đó là vượt qua vũ môn tăng cấp, nhưng mà tới cấp thứ hai là rớt xuống thung đầu kho mình lại thành con tôm. Lúc bấy giờ chú cá chép của chúng tôi đứng ở ngoài nhìn thấy như vậy đó, chú cá chép mới nói: bây giờ đó mình phải nhanh chân rồng đó, may mắn thay các chư thần, tức là thần dông thần gió đó quý vị, nghe nói hôm nay đó là Đức Ngọc Đế ân xá để ban cho Tứ Hải Long Vương mở ra cái cuộc thi, có nghĩa là vượt vũ môn tam cấp. Con nào mà vượt qua được cái sóng gió, nhảy qua ba cấp là quá thành rồng đó. Cho nên các chư thần đó nghe đi, mới đến coi. Thì lúc bây giờ các chư thần, thần gió, thần dông ào ào thổi nước. Cái chú cá chép của tôi nhân cơ hội này, sau khi các thần dông, thần gió ào ào thổi đến, đó là chú cá chép của tôi mới nương trên cái lượng gió này nào quý vị, phóng bích 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 chảy qua ba cấp biến thành rồng liền. Quý vị thấy phải nói là độc đáo, chú cá chép rất là tinh vi, không quý đồng đạo. Vậy thì bây giờ trở lại đến cái phần bình nó toàn thể chú quý đồng đạo. Cá chép đây là dụ cho chúng ta sanh trong thời hạ quân mạt pháp, nhưng may mắn thay gặp thời kỳ ân xá mà Đức Thầy đã viết năm Nhâm Ngũ 1942 ở bài Sứ Mạng. Thiên Tàu đã xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân say mê dập dụng kìm đóng trong biển lợi danh, ngay nên nghiệp quả luật trời là trị tội, xét kẻ thiện căn thiệp người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế trước ra công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền khuyên cả thế hướng thiện quay đầu cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn đó. Cho nên hôm nay đó chúng ta mai viên tốt phước, cũng như cá chép mượn thời cơ sau khi thần gió thần dông đến, cá chép nương đây mà vượt qua tam cấp vũ môn biến thành rồng. Vậy thì hôm nay chúng ta mai duyên tốt phước gặp được giáo lý của Đức Thầy, ngài dạy phương pháp tu tịnh độ thẳng tắc mau lẹ, cuối cùng chúng ta sẽ có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội. Đây là một pháp tu vô cùng thù thắng, thưa toàn thể chư quý vị. Vậy thì thưa quý đồng đạo, đồng đạo mình nên nhớ cái câu chuyện cổ ở là Việt Nam nha. Cá chép vượt vũ môn tam cấp và cuối cùng biến thành rồng. Câu chuyện này nó cũng nói lên cái phong thủy của con người gặp cơ duyên may mắn. Chúng ta gặp được cơ duyên may mắn,
Đức Quỳnh giáo chủ từ cảnh thiên nước thơm tho nồng nặc, ngài không ở yên xuống đây, mà ngài á là vì thương bách tính tới hồi tai họa, cho nên một là vì gặp cái thời kỳ ân xá, thứ hai nữa là lòng từ bi. Vì lòng từ bi vào thời kỳ ân xá, Đức Thầy cho biết lòng từ bi chẳng quản nắng mưa sông thuyền giác rước đưa sanh chúng, trong một nước nhân tài hữu dụng kẻ tu hành đa phước thì nên quyết cao thanh tánh hạnh cho bền niềm ơn nghĩa con đền giúp nợ ao sen báo tây phương đua nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Chúng ta rất là may duyên tốt phước. Vậy thì thưa quý đồng đạo, bằng chứng là cái người niệm Phật mà được giảng sanh, tôi nói trong hàng trí thức đó Đệ Dũng cùng với quý đồng đạo là ai? Cư sĩ Võ Văn Giỏi, Xoái Phủ Nam Kỳ thời Pháp thuộc năm 1941, Đức Quỳnh giáo chủ đã bị người Pháp lưu cư trở về lá phép xin về tỉnh Bạc Liêu ngủ nơi gia cạch hội đồng điều. Sau này cô cứ Giỏi mới đến xin với nhà chức trách cho Đức Thầy về cư ngụ tại nhà cô cứ Giỏi Xoái Phủ Nam Kỳ. Nhờ cái đức độ của Đức Thầy mà cảm phục được cư sĩ Võ Văn Giỏi, cho nên đây quả thật là đời nghĩ câu tỉ mỉ xuống hồng, cho người lành giải bắt nôn cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Cư sĩ Võ Văn Giỏi đã khép mình vào khuôn khổ tu theo giáo lý của Đức Thầy. Năm 1942 cho đến ngày 6 tháng 9 năm Quý Tỵ 1953, ông nhờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật không, mà ngày 6 tháng 6 năm Quý Tỵ 1953, ông biết trước 3 tháng trước khi ông ra đi trở về nơi cõi Phật. Quý vị thấy phải nói là độc đáo phải không? Cư sĩ Võ Văn Giỏi giảng sanh vào ngày 6 tháng 9 năm Quý Tỵ 1953. Mà trước khi đó ông biết trước được 3 tháng, tức là ngày 6 tháng 6 năm Quý Tỵ 1953. Ông báo cho cô Ký Giỏi, tức là bà Diệu Hiền hay cô Ký Giỏi đâu có tin. Nhưng mà không ngờ tới ngày 6 tháng 9, tức là 3 tháng sau, tự nhiên không bao bệnh gì hết. Vào buổi sáng ông văn mùng, rồi vào đó niệm Phật và cho cô Ký Giỏi hay nhờ đồng đạo đến để hộ niệm và trợ niệm cho ông được thanh tịnh về cõi trường lạc. Và một điều thù thắng hơn nữa đó, ông dặn cô Ký Giỏi qua năm sau cũng ngày này tháng này, tức là 6 tháng 9 năm 1954, tức là cái năm đình chiến, tôi sẽ trở về rước cha đi. Phải nói là độc đáo hơn quý đồng đồng. Thì quả thật không sai, ngày 6 tháng 9 1954, 53 rồi tới 54, tức là cái năm đình chiến chiến thắng Điện Biên Phủ đó vậy, thì ông Ký Giỏi giáp năm mãn phục mãn tang rồi là dỗ đầu tiên, cho nên tự nhiên ông cha của ông đó không bệnh hoạn gì hết, nhưng mà chắc có tuổi già cũng hơi bệnh về tuổi già. Thì lúc này đó là cô Ký mới nhớ lại, của lời của ông Ký Giỏi đó đã báo trước thời là năm Quý Tỵ 1953, cho nên cô Ký mau mau chở vô ở trong Tam Bảo và Thủ Quyền Thánh Tổ nguyện giá nói Quý Ký ôn: hôm nay bà con khách đến đông quá để mừng cái ngày mãn phục, tức là dỗ đầu tiên của ông, mà bây giờ ông rước cha đi như thế này đó, thì tôi làm sao quán xuyến cái công chuyện này cho nổi. Thôi huynh hãy ngưng lại, mai hở rước đi. Thì tự nhiên ông cha khỏe lại, qua sáng ngày sau, tức là 7 tháng 9 năm 1954, là thân phụ con Ký Giỏi ra đi về nơi cõi cực lạc. Quý vị thấy phải nói là pháp môn tịnh độ là độc đáo phải không quý vị? Vậy thì thưa quý vị, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta thật là may duyên tốt phước, mặc dù sinh sao đỡ muộn trong thời hạ quân mà pháp, giống như đến kinh thành qua lệ mà chúng ta không có bản đồ, chúng ta sẽ lạc bởi dạng nạn chi ly, còn đi giữa kinh thành dịu dợi đúng không vậy? Đi giữa cái ngã là nơi mà biển xa dịu dợi đó, đi đến một kinh thành qua lệ ta phải có bản đồ, nếu không ta sẽ lạc bởi dạng nẻo chi ly. Còn đi giữa trùng dương dịu dợi ta không có la bàn thì ta sẽ trôi dạt giữa cảnh bao la trời nước. Còn chọn cái đường tu và chọn pháp tu mà chúng ta không chọn đúng pháp môn tu hành thì cuối cùng rồi chúng ta sẽ làm mồi cho thị dục, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ linh hồn chìm đắm chốn ngay hà. Rồi cuối cùng rồi chúng ta không đền đáp được ân thầy tổ mà làm ác đức nhiều điều quanh quẩn như là cồ ăn bẩn tối sai. Làm gì chúng ta trao tâm phận rạng danh hiếu để khỏi vợ thầy nơi chốn mây rồng được.
Rồi làm gì chúng ta ráng tu đắc đạo Chúa Cửu Quyền, nó trốn mê đồ đến cảnh tiên mở đá ăn dày công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền được. Vậy thì thưa quý vị, qua chuyên đề pháp môn tịnh độ trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đến nay chúng tôi cũng xin khép lại. Chỉ còn một tháng nữa trước thềm năm mới, tôi xin chúc cho toàn thể quý đồng đạo và quý quan khách ở nơi đây trong điều phúc lộc vừa đem lại muôn chuyện nhàn cư đến chẳng hương tập hội cùng chương trình nhiệm vụ gia đình xung họp giữ thường lương thanh liên một mực tròn nhân cách dạng dẻ non sông tiếng lễ lừng. Còn về phía đạo thì chúc cho toàn thể đồng đạo chúng ta nguyện thử chứng thân siêu pháp giới thuyết di quán tắc gia văn văn trần thanh tịnh chí di thông nhất thiết chứng sanh thành chánh giác, có nghĩa là nguyện tiến chuông lành không các tội thuyết di địa ngục cũng nghe rành, nghe rồi thanh tịnh tâm tròn sáng tất cả chúng sanh Phật đạo thành. Lễ phép kính chào toàn thể quan khách và đồng đội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo là chương trình tản quan, hôm nay chúng tôi xin thêm đạo kính mời đồng đạo phạm quy luật kính tản quan và mời đồng đạo quan cao nhận đến tản quan trân trọng kính mời hai đồng đạo. Thưa quý vị, tiếp theo là phần đáp từ của ban tổ chức. Nam mô A Di Đà. Thưa quý vị đồng đạo kính mến, đến ngày 25/11, đồng đạo chúng ta hai buổi biết là ngày giảng sinh trước tình giáo tụ Phật giáo và năm nay là năm quý lần thứ 103. Đến đây chúng ta nghe được giáo lý nhiên nhắc nhở là con học của tổ thầy và ngài đã dạy chúng ta cách tu hành còn đạo lý của con người làm lành đến nhiều làm hết các việc từ thiện mang lại các ước lợi còn lại chúng ta là ngày đã dạy ta phải nên yêu lẫn nhau như con người khác nhiều nhắc lẫn nhau vào con đường đạo đức. Ngài cũng dạy cho tâm niệm tánh cho mình khi tâm niệm Phật chuyển mình cho nhân, hay là ta giàu có cách tôn thương dạng thêm những ý kiến hiền lương mà ngày này cũng nếu là đúng theo lời thầy giảng thì hiền bác nhã ta cần tay biết thương người khỏi cái sông hơn để hôm nay quý quan khách để làm đạo đúng thiện phật 500 người và còn những phút thế gian đây là đại lễ thật là vui vẻ. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, cảm ơn giáo lý viên đã đem lời con học của bộ thầy để xin chia cho toàn thể đồng đạo chúng tôi và cảm ơn các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Xin cảm ơn quý đồng đạo công hoạt năng thưa các vị gia đình hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Xin cảm ơn các anh chị em trong ban giám thị, cảm ơn các chị em trường phòng đã đóng góp hết công sức
mình có thể là cái anh hai thành công tốt đẹp. Hay mà con tổ chức chỉ có trân trọng tuyên bố bế mạc đại lễ 25 tháng 11 ngày giáng sinh Đức Thường Giáo Chủ lần thứ 103. Và chính tôi cầu chúc quý vị vị thần toàn phước duyên cho tình thương đại và lành của Đức Phật, thì nguyện cầu Đức Phật Đức Thầy từ duy gia hộ cho quý vị được dồi dào sức khỏe, bồ đề tâm tương ứng đạo quả sớm thiên thần, nhỏ linh hồn trong tiếng nói chuyện sinh về từ là các ơn thầy cô phạm. Nam mô A Di Đà. Còn tiếp theo chúng tôi cần chúng là những hướng về đề tài là nghi thức quan hạt. Một phút đem nghi để lấy kết quả tỉnh thần lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ tỉnh thưa xong phút tỉnh giáo là lễ đã qua mọi quý vị. Và chúng tôi thay mặt các tổ chức xin cảm ơn mời quý vị để đi xem qua cái bên nhà đất để chúng ta dùng ánh mắt đi bằng cái bên. Kính thưa quý vị khán giả đồng đạo gần xa kính mến, buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo với đề tài môn Tịnh Độ do giáo lý viên Trần Đông Hải thuyết vừa xong cũng đã kết thúc chương trình. Kết thúc chương trình buổi thuyết giảng hôm nay và cũng là kết thúc mừng ngày đại lễ đản sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Xin kính chào quý vị khán giả đồng đạo gần xa kính mến. Chúc quý khán giả đồng đạo gần xa thân tâm an lạc, đạo quả dư thành. Xin kính chào quý vị. Này chị ba, lấy cái máy chị ba. Thôi, thôi. Xong lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.